ai bắt bắn đâu, cỏ cầm đúa. Aridola được biết đến như một miền đất hứa, một nơi có thể nhấn chìm mọi loạn lạc với nguồn lực và bí mật khủng khiếp. Sau thảm họa hạt nhân năm 2034, thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Các thành phố lớn đã trở thành những khu vực hoang tàn. Tuy còn sót lại một chút hình bóng của xã hội cũ, nhưng cũng chỉ là những đống đổ nát. Dịch bệnh đã khiến loài người trở thành những xác chết sống, lan tràn khắp nơi và biến mọi ngõ ngách thành địa ngục. Sau khi một mình hoàn thành nhiệm vụ khám phá vùng đất Aridola, tôi nhận được một nhiệm vụ mới từ chính phủ. Một liên minh quốc tế mới được thành lập mang tên Aridola Redcom Elite. Đây là nơi tập trung của những chiến binh tinh anh của mọi quốc gia, được cử tới với nhiệm vụ xây dựng, nghiên cứu và tìm cách sống sót sau đại dịch. Tôi là một lính đặc chủng và cuộc hành trình của tôi bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với 7 Day to Die. Thanks for letting me take care of you. Nào, xem có nhiệm vụ lấy sách không? Mình đang cần có nhiệm vụ lấy sách đây. Lại không có, đen thế nhỉ? Không có thì bây giờ một là mình quay trở lại cái nhà này xem nào. Cái nhà level 5 này thì như thế nào? Hơn 6 giờ. Con béo bắn bọn là zoom thường bằng khẩu auto này thì là ok này. Rồi súng xiếc thì bây giờ một đống, mình cần đi lên tầng cao. Ấy già mìn. Đùa nhau à. Tí thì vỡ mồm các bạn. Bẫy nhau thật. Hết cỡ. Thôi cứ đứng lên đây cho nó dễ. Bắn cho nó nhanh. Không thể vừa bắn vừa chạy. Cái này được này. Cái này mình có thể chế tạo được luôn một cái mốt. Đây, lút lút đi. Ây già. Mấy cái này được, cầm bán đi cũng được. Auto tactic. Bắn được bất sát đi mà. Rồi. Để lút cho nó dễ. Cái súng. Đạn điếc thì bây giờ cũng chả cần. Đây có một cái cửa đường đường để đi lên. Ok đây. Phải có đường đi lên chứ. Tầng 3. Thôi đứng bay bắn thôi. Cho zoom nó ra các bạn ạ. Ở đây thì toàn zoom ghẻ thôi. Ấy da, có sách nha. Nhiều phết đấy chứ không phải đùa. Đấy. Đây. Buồn cười. Zoom này chạy rất nhanh. Zoom có khả năng tăng tốc. Á bá. Ok thì cứ đi theo hướng này đã. Nhà tách đây rồi. Bắn cũng ít người luôn. Đấy người ta gọi là auto shotgun, nó là như vậy. Con này chết rồi nhưng mà gọi là chết đứng. Nào,
Ok, cái này là có reset nhé các bạn. À, cái nhà level 5 này là có reset, hôm nay là day 56. Mình có thể căn cứ vào đây để mình nút cái nhiệm vụ này. Crack Tower level 5. Đơn giản đặt cái này ra đây. Phá chứ. Nào nữa. Đi vào đây là hợp lý rồi. Kiểu gì trả được khoảng 100 sách. Mình cứ loot hết á. Đây vẫn chưa đốt. Ok. Nói chung là tách hết. Mình đang cần muốn lên cuốn master thì cần phải 600 giấy nữa. Hiện tại ở nhà được có khoảng 200-300 gì đấy. Mình đang cần một cuốn master Scientist nữa mới là ok được. Mới chế được cho anh em đồ titanium. Ok nhá. Mình sẽ đứng đứng ra chỗ này cho nó dễ. Tránh bị nó lổ xe. Xe kia thì có vẻ không lổ được. Bọn này cũng khá là hung hãn. Nói chung là zoom thì nó không mạnh, nhưng mà nó mà bao vây vào thì nó là mạnh. Làm cốc bia. Mấy cái này mình nhiều mốt lắm rồi. Thôi bỏ cái này ra. Đồ chỗ này là cũng ấy rồi, cũng chết rồi. Ok, có. Rồi xong chưa? Yên ắng chưa? Đóng cửa vào. Từng đây cái này là cũng được khá khá sách. Mỗi cái hòm này 3-4 sách. Một, hai, ba. Có hòm có một ạ. Ok, có hòm nhiều. Nói chung là hết xui. Trong đây lại có sách ạ. À, đều mới reset hết mà mọi người không không đi lấy đi săn ạ. À, thế thì tuyệt vời rồi, còn không có zoom thì phải. Thế là thế nào, kiểu là nó bị clear hết zoom rồi. À kia vẫn có rồi, tầm này thì cứ bắn thôi chứ còn. Ok, từ 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 tí thì vỡ sách ạ. Bắn shotgun là nó vỡ sách rất là dễ. Ok, đây cái nhà sách này khá là to nhá. Crack book này này, đây là một cái nhà khá là to.
không có lúc pick liên tiếp thì cả bắn vào. Ra đây, ra đây, mình chạy rất nhanh. Con béo thôi. Rồi, thế cho nó nhanh. Còn con nào nữa? Còn cả tầng trên, tầng trước nữa, ở tầng 1. Thế cho nó nhanh. Mình thích đứng ở chỗ nó rộng rộng. Đây, sách đâu? Đây là rất nhiều sách, lại thêm một cái nhà này nữa. Nhà này là Crackbook cũng thế. Nhà này tầm sắp phải level 3, level 4. Ok, một sách luôn. Không để cho bọn này kịp phản ứng luôn. Bốn cái sách này hết này. Không nhìn thấy gì luôn. Ok. Đang hiện tại đang chưa lặng cho nên là đang tranh thủ các bạn. Giờ lại đang giờ cơm rồi, đang cũng khá là đói rồi. Cũng có sách. Thôi, không cần gà lu gà liếc nữa. Mình đi nhanh để mình còn ăn cơm. Có thực với vực được đạo các bạn. Ok, lên tầng 2, cái chỗ đây là cái nhà sách này, có khi là một trong những cái nhà sách nhiều nhất. Ra đây. Ây da. Thằng này thì phải như này. Nằm xuống. Thằng này phải bắn vào đầu nhé. Nằm xuống. Súng coi bắn là chết thôi. Ok luôn. Tuổi thần tiên. Zoom nào thì phải súng đấy các bạn. Một khẩu 52 ạ. Ok luôn. Rồi. Nhiệm vụ thật nhanh. Những tinh nhuệ đặc nhiệm nó phải khác. Đấy, mình hủy hết cái này đi à. Cũng xít soát 600 cái ấy rồi. 600 giấy các bạn. Ok. Rồi. Đủ luôn một quyển, một cuốn mà master ạ. Đi một chuyến thôi đủ luôn một cuốn. Ok luôn. Không còn gì nữa.
lên ơi. Chủ yếu là con nổ thôi, lúc 12 giờ. Gãy. Khá ổn. Gãy, gãy, gãy. Cứ vào đầu mà vã thôi. Vào đầu thì mình đang chết. Mình có thể tăng cái điểm bắn này. Tăng ở phần farmer nhỉ. Farmer đây, tăng cái này bơi lên. Con gan bắn sẽ tê hơn. Cho mắc con gan luôn. Bạn này ăn cấp bao nhiêu? Mình đang 67 ạ. Lên cũng hơi khoai. Con này lại không bị giật điện ạ. Ảo ma đây. Đây là hết. Tăng 5 điểm. Để phòng có con nhảy lên. Chưa có thu mạnh. Mình không đủ cả đủ để mà chế một cái hòm. Ý nó vứt một cái hòm đây. Này là miễn nhiễm. Bạn này bắn tên. Tên này kẹo đưa cho ông. Bạn kia hết đạn này. Vui.
Đây mình cho bạn này bắn có đạn bắn bắn. Rồi. Một mình bắn cũng được. Rồi, cho bắn cho vui. Đồ đạc ủi quá, chợ nữa đứng nhà mình sẽ cho bạn này ít đồ. Không có chim chiếc rồi. Bạn này bắn chết 14 mạng mà, chưa biết chơi, khổ. Gì vậy? Ok. Cảm giác bắt đi bạn này là cảm giác quái nó không được khỏe. Do cấp thấp hay sao chưa thấy con boss nào. Sót gắn bắn vẫn là phê. Ây à, nhưng mà súng của mình sắp hỏng rồi. Hỏng. Bây giờ như này mình phải bỏ cái khẩu súng này ra để bắn khẩu 5x các bạn. Đấy, khẩu 8x kìa, sẽ dùng để sửa sau. Tâm hơi xòe à. Tâm tòe này là do ấy à. Bắt đầu rung mạnh rồi đấy. 69. Là mốt bé à, mốt súng tòe à. Bắt đầu khỏe rồi. Mình bắn cũng rát luôn. Thằng này là phải dùng coi bắn. Ơ sao khẩu coi này lại không có mốt ra đi hả? Mình nhớ à, đây khẩu coi của mình đây. Bay. À, mình cần phải ấy nước nữa, đề phòng. Bắt đầu có bốt rồi. Bố thì cũng coi thôi. Mày có 600 bitcoin đủ bắn.
ra đây. Mấy con cún này. Chẳng lẽ lại chế đạn coi. Nằm. Bắn vỡ đầu nó cơ. Không vỡ đầu nó thì hơi khó. Là còn 500 viên. Tuổi. Chim cò. Rồi, con to to rồi. Coi bắn rất nhanh. Con này nó khá nhiều máu. Bây giờ mới lên được 70 thì có rồi. Hỏa lực của mình đang hơi yếu so với cả zoom địch. Hỏng lại còn đang bị hỏng ấy nữa. Hỏng chép ạ. Bắn chay cậu này cũng không được. 400 đạn. Bạn này còn không có đạn nữa ạ. Thằng béo. Rồi chắc mình phải ra mình chữa. Ok, bây giờ mới là 1 giờ. Bạn này là hết đạn rồi. Mình không mua đạn bắn ấy nên là cũng không cho được. Cầm búa đập. Đứng yên cũng được, không cần ấy đâu. Hét đi kìa. Không để ý máu giờ chết đặc biệt giờ. Rồi bắn tên này mất bao nhiêu máu. Chúng bắn còn không chết bắn tên. Bạn này bắn cứ như vào trong là xong. Người chơi vừa phải lo cho ông ấy ạ. Bắn tên. Chán. Ây da, từ từ đã. Thằng này nó lỗ. Nằm. Thằng béo à. Hay rồi. Phá căng. Cứ đứng ở trước này làm gì cũng biết.
ai bắt bắn đâu, khổ. Cầm đuôi. Rồi đi luôn rồi. Chán không ấy, đứng nhìn thế ấy không ấy. Có con nổ, đứng đập 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 ạ. Chán. Thôi chấp nhận số phận hy sinh thôi. Bầy của mình an toàn thế rồi còn chết nữa chịu. Chạy ra đây làm sao rồi? À chạy ra đây gặp Zoom. Mày. Con này nó lỗ, mình phải bắn từ từ. Bắn vừa mới chẳng may trúng đạn nên là bạn kia hẹo luôn. Bây giờ 2 giờ gần 3 giờ rồi. Đang cố chạy ra đây các bạn. Không biết là Zoom nó có đuổi hay không, hy vọng là nó không. Chỉ còn cơ hội. Mày. Đấy rồi béo. Ok. Mới chắc phải chế tạo đạn coi thôi. Không tình hình này nó hơi khoai. Chạy đến được ạ, còn 90 mấy mét. Cứ từ từ thôi, không đùa được. 9.9 mét rồi, à trèo lên rồi. Đứng ở trong thôi. Gọi là gâu đao à? Gâu là đi rồi. Phải học mấy từ tiếng Anh thông dụng ấy. Lùi lại là gì? Chán thanh niên. Có đập được đâu, cỏ ông ơi. Chúng còn không ăn thua rồi. Rồi. Ấy da. Ấy da. Nằm xuống, đóng cửa thả chó. Chim. Mình hết AK, hết đạn AK rồi. Nằm xuống. Ngồi xuống này. Nằm xuống. Bắn cái này cho nó. Bắn phát, lùi là ai? Ôm. Bay cả ấy ạ. Con này nó bắn cực khó. Titan này. Dung bay khổng lồ ạ. 3 giờ 41 rồi. Ok. Bắn hết bằng đạn coi vậy. Còn 200 viên nữa mà. Thôi anh ơi. Xin.
Rồi. Lại học đồ rồi. Con này cứng vãi. Mày. Mày. Nằm xuống thằng béo. Ây dạ. Cảnh sát. Đúng giờ. Thế thôi chúng mình. Chúng mình à. Rồi. Nằm, nằm, nằm. Tốt ruột. Mấy con chim chó này. Chim cò này. À. Mày, mày. Nằm xuống. Vẫn còn một hai con nữa. Tai tần, tai tần. Tai tần, tai tần, tai tần, tai tần, tai tần. Hết chưa? Nút đi.